Bạn đang có ý định mở cơ sở sản xuất dầu thực vật, cho ra những chai dầu thực vật nguyên chất, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nhưng bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu và nên lựa chọn dòng sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của mình. Đừng lo lắng, hãy để Bình Minh hỗ trợ đưa ra cho bạn sự lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và chi phí của mình nhé. Xin chào bà con, đây là combo 2 dòng sản phẩm máy ép dầu và máy lọc dầu hỗ trợ bà con trong công đoạn sản xuất ra số lượng lớn dầu thực vật sạch ngay tại nhà hay các cửa hàng có nhu cầu ép dầu thực vật thuê. Trên thị trường hiện nay thì có đa dạng các dòng sản phẩm máy ép dầu với công suất và chi phí khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của quý vị bà con. Nhưng với việc mở cơ sở sản xuất quy mô nhỏ hay là mở cửa hàng ép dầu thuê tại nhà thì chiếc máy ép dầu năng suất 20 đến 25 cân một giờ đến từ thương hiệu Bình Minh sẽ phù hợp với nhu cầu và chi phí đầu tư của bà con nhất. Đây là dòng máy phù hợp để bạn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh các loại dầu thực vật sạch hay làm dịch vụ ép dầu thuê, vì máy có giá cả phải chăng chỉ khoảng 25 triệu đồng là bạn đã có thể bắt đầu sản xuất các loại dầu thực vật. Máy có thể ép hơn 20 loại dầu thực vật, đảm bảo nguyên chất 100%, an toàn với sức khỏe của người tiêu dùng. Với tỷ lệ ép kiệt dầu trong nguyên liệu lên tới hơn 98% và công suất ép 1 giờ đạt khoảng từ 20 đến 25 cân nguyên liệu các loại. Máy có thiết kế nhỏ gọn với bánh xe giúp di chuyển dễ dàng thuận lợi để làm dịch vụ ép dầu thuê. Dầu sau khi ép ra với dòng sản phẩm máy ép dầu lạc đa năng năng suất 20 đến 25 cân một giờ của Bình Minh sẽ đảm bảo nguyên chất 100%, giữ nguyên giá trị hàm lượng dinh dưỡng, an toàn với sức khỏe của người tiêu dùng. Máy có thể chạy 24/24, chỉ cần cho nguyên liệu vào và chờ lấy dầu để lọc. Dầu thô khi ép ra chưa thể sử dụng được ngay mà chúng ta cần phải trải qua công đoạn lọc dầu. Nếu dùng phương pháp thủ công sẽ mất nhiều thời gian công sức để lấy được thành phẩm. Quá tốn thời gian và khách hàng đi thuê ép không thể nào chờ đợi thời gian lâu như vậy cả. Chính vì thế chúng ta cần một công cụ để hỗ trợ lọc dầu. Và đây chính là chiếc máy lọc dầu năng suất 15 lít một giờ. Với nguyên lý nén khí tăng áp suất trên bề mặt và đẩy dầu sạch qua lưới lọc đi ra ngoài cửa xả, giúp lọc sạch nhanh tất cả các cặn bã để cho ra thành phẩm dầu tốt nhất. Đây chắc chắn sẽ là dòng sản phẩm không thể thiếu trong việc làm nghề ép dầu. Tùy từng vào năng suất lọc khác nhau, quý vị đặt mua dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Với máy lọc dầu thực vật 15 lít, hiện đang có mức giá là 10 triệu đồng để cho quý vị tham khảo. Và như quý vị thấy, với sự hỗ trợ của bộ đôi hai dòng sản phẩm máy ép dầu và máy lọc dầu, công đoạn sản xuất số lượng lớn dầu thực vật sạch trở nên đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Các cơ sở sản xuất dầu thực vật hay các cửa hàng muốn mở dịch vụ ép dầu thuê, hãy đến với Bình Minh ngay hôm nay để có thể sở hữu ngay cho mình bộ đôi hay dòng sản phẩm giá cả phải chăng, phù hợp với chi phí đầu tư của người tiêu dùng, giúp bà con mở rộng quy mô làm ăn. Và mọi chi tiết thắc mắc về bộ đôi hai dòng sản phẩm này thì quý vị bà con có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất mong quý vị bà con đã dành thời gian tuyệt vời của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Công an sẽ không biết ở quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.